Phần trước thì chúng ta đã biết về phương thức gây án vô cùng chính xác và chuẩn chỉ của tên sát nhân đã giết hại Khúc Vị Cường. Vậy thì chuyện gì xảy ra tiếp theo? Có vụ án nào tiếp đến nữa hay không? Hãy cùng mình đón xem nhé. Đề thi đẫm máu, tập 10, vụ án tại bệnh viện. Bị ốm nằm bẹp ở nhà suốt 3 ngày liền là một việc khiến con người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Sáng sớm thì Đường Ngọc Nga vừa lau nước mũi, vừa bước vào bệnh viện của trường đại học gì. Bệnh viện này thì cũng khá là tốt, điều then chốt nhất, chi phí không cao. Chỉ có điều, thái độ bác sĩ không hề tốt đẹp giống như lời hứa được ghi trên phòng tiếp đón bệnh nhân của bệnh viện. Bác sĩ họ Tào hỏi qua loa mấy câu, liền kê luôn mấy loại thuốc, bảo Đường Ngọc Nga đến phòng cấp thuốc gặp y tá để chuyển thuốc. Cùng cách làm việc của cô y tá trẻ thì nhanh nhẹn mau lẹ, cũng rất là đau. Đường Ngọc Nga vừa một tay giơ cao lọ thuốc truyền, vừa bĩu môi tìm phòng theo dõi. Mới đi được mấy mét thì đã thấy tay tê lại. Đang lúc khó khăn, một bác sĩ nam mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang bước đến. Một tay đón lấy lọ thuốc truyền từ tay Đường Ngọc Nga, một tay đỡ lấy cô. Chị à, đi hướng này. Giọng nói thì đôn hậu, ấm áp, rất là dễ chịu. Bác sĩ nam dẫn Đường Ngọc Nga tiến vào phòng theo dõi số 2, bên trong vắng vẻ không có lấy một bóng người. Bác sĩ nam này giúp cô treo lọ thuốc truyền lên giá, còn lấy một tấm nệm từ vị trí khác, nhét xuống dưới lưng của cô. Cảm ơn cậu nhé. Bác sĩ nam xoa xoa tay, có thể nhận thấy nụ cười qua ánh mắt phía sau cặp kính. Anh ta sắp xếp cho Đường Ngọc Nga xong xuôi, liền kéo cửa bước ra ngoài. Lần sau quay lại, bác sĩ nam đã cầm một cốc nước mát lạnh đặt vào tay của Đường Ngọc Nga. Chị uống nước đi, phòng này thì không có điều hòa, trời nóng quá, uống cho mát. Cảm ơn cậu quá, cậu tên là gì vậy? Để tôi yêu cầu viện trưởng các cậu tuyên dương cậu. Đường Ngọc Nga thì chưa giờ nhận được sự đãi ngộ tốt như vậy ở một bệnh viện. Cảm giác thì hơi bất ngờ. Bác sĩ nam vẫn cười, xua xua tay, quay người bước đi. Về nhà sẽ kể chuyện cùng với ông xã. Bác sĩ thì cũng có người tốt. Đường Ngọc Nga nghĩ thầm. Cô uống một ngụm nước, mát lạnh đến tận trong ruột. Dễ chịu quá, chỉ có điều thấy thấp thoáng có mùi thuốc. Có lẽ là nước ở trong bệnh viện thì cũng có thứ mùi này. Đường Ngọc Nga không nghĩ nhiều nữa, đã hơn 40 tuổi mà còn được chàng trai trẻ ân cần chăm sóc. Trong lòng cảm thấy thật là ngọt ngào. 15 phút sau, bác sĩ nam lặng lẽ đẩy cánh cửa phòng theo dõi. Đường Ngọc Nga đã dựa vào ghế ngủ say. Anh ta lấy chiếc cốc giấy đã uống cạn ra khỏi tay cô, nhét vào túi áo blue trắng. Sau đó lấy từ trong một túi khác là một ống kim tiêm, tiêm một thứ chất lỏng vào trong đường dây chuyển thuốc. Tiếp đó thì lại nhét một cuốn sách vào trong túi áo vải của Đường Ngọc Nga. Sau khi làm xong hết mọi việc, anh ta lại giống như lúc đến, nhanh chóng lặng lẽ rời khỏi phòng theo dõi. Sau 9 giờ, bệnh nhân trong bệnh viện trường đại học dần đông lên. Trong phòng theo dõi số 2 cũng lục đục xuất hiện mấy người truyền thuốc. Không có ai chú ý đến một người phụ nữ trung niên vẫn đang ngồi ngủ say trên ghế. Cho đến tận khi một cô gái đi theo bạn trai đến truyền thuốc, đẩy cô bạn trai đang ôm bụng ở bên cạnh. Ôi, anh xem cô bên kia kìa, từ nãy đến giờ cô ấy không động đậy một chút nào. Chắc là ngủ say rồi đấy. Cô gái thì đang chỉnh chỉnh cặp kính trên sống mũi, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đối diện, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Không phải, hình như cô ấy không hề thở. Cô gái bạo dạn đi lên trước, thận trọng gọi to. Cô ơi! Không hề có phản ứng. Cô gái do dự một lát, giơ tay ra đẩy nhẹ Đường Ngọc Nga, như thể đẩy một khúc gỗ, cứng đờ vậy. Cô gái còn chưa kịp phản ứng, toàn thân của Đường Ngọc Nga đã cứng đờ, ngã vật sang một bên. Khi mà Thái Vĩ nhận được tập hồ sơ vụ án này từ chi nhánh sở công an đưa lên, giật mình. Sao lại là chưa đọc gì cơ chứ? Ngày 10 tháng 8 năm 2002, một bệnh nhân nữ đột ngột tử vong sau khi chuyển thuốc tại bệnh viện trường đại học gì. Chi nhánh sở sau khi nhận được tin, bước đầu điều tra theo hướng sự cố trách nhiệm trong khi mà chữa trị. Sau khi kiểm tra, đơn thuốc, bác sĩ chủ trị kê và cả thuốc do cô y tá trẻ phối chế đều không vấn đề. Kết quả kiểm tra xét nghiệm tử thi thấy, trong máu Đường Ngọc Nga phát hiện ra thành phần thuốc an thần. Nhưng mà cái nguyên nhân dẫn đến tử vong chính là trúng độc heroin, gây ra chứng phù não và suy hô hấp. Kết quả này đã khiến cảnh sát vô cùng là kinh ngạc. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ hiện trường, lấy được vật chứng, cuối cùng phát hiện ra một lỗ kim nhỏ trong ống dây truyền thuốc.
nghi ngờ có người dùng kim tiêm dung dịch heroin vào trong đường dây chuyển thuốc để đầu độc chết nạn nhân. Chi nhánh sở nhận định đều vụ án rất hệ trọng, bèn đưa vụ án lên sở công an thành phố. Sau khi sở đã lật lại điều tra vụ án, phát hiện ra một việc càng khiến mọi người nghi hoặc hơn nữa. Khi mà sắp xếp những đồ đem theo bên mình của nạn nhân Đường Ngọc Nga, cảnh sát phát hiện ra một cuốn truyện tranh sách bằng nguyên bản tiếng Nhật. Nội dung đề cập đến tình yêu đồng tính, ngược đãi tình dục, hình ảnh thì vô cùng kinh tởm. Một người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi, cho dù là có sở thích về những thứ này, cũng chỉ nên xem lén lút ở trong nhà, cũng không đến nỗi phải đem đến tận bệnh viện. Còn nếu cuốn sách này không phải của cô, vậy thì có thể là của ai cơ chứ? Thông qua việc điều tra phỏng vấn người nhà nạn nhân và những nhân viên có liên quan, bên cảnh sát được biết, nạn nhân Đường Ngọc Nga, 43 tuổi, nguyên là công chức một doanh nghiệp trong thành phố Di. Từ năm 1999 thì đến nay thất nghiệp ở nhà. Chồng của nạn nhân tên là Long Quảng Tài, là công nhân điện cho một trạm hậu cần của trường đại học Di. Hai người sau khi kết hôn sinh được một cô con gái đang học cấp 3. Đường Ngọc Nga tính tình thật thà an phận, là một người phụ nữ chăm chỉ, nhiệt tình, không hề nghe nói là có từng gieo thù chuốc oán với ai. Hơn nữa, ta phòng sống rất là lành mạnh, dạy dỗ rất là nghiêm khắc con gái rượu của mình. Ngay cả mà trên TV đôi khi cảnh ôm hôn lập tức chuyển sang kênh khác. Cảnh sát thì cũng đã từng nghi ngờ cuốn truyện tranh sách tiếng Nhật đó là của chồng nạn nhân, Long Quảng Tài. Nhưng mà Long Quảng Tài thì một mực phủ nhận. Hơn nữa, Long Quảng Tài chỉ học hết tiểu học, khó thể đọc được truyện tranh sách của Nhật. Mặt khác thì trên đường phố bán đầy dãy phim cấp 3, muốn xem bằng đĩa loại này cũng chẳng khó khăn. Cần gì mà phải xem một cuốn truyện tranh khó như sách trời thế này. Trong quá trình điều tra phỏng vấn bệnh viện trên đại học Di đã thu kết quả vô cùng quan trọng. Có một y tá trực ban lúc tan ca đã nhìn thấy Đường Ngọc Nga được một bác sĩ nam cao khoảng 1m75 dẫn đến phòng theo dõi số 2. Đáng tiếc là cô chỉ nhìn thấy sau lưng mà cũng chỉ nhìn thoáng qua. Cảnh sát cho rằng người này rất là khả nghi, bèn tiến hành cho tất cả bác sĩ nam trong bệnh viện mặc áo blue trắng để cô y tá trực ban chỉ ra. Qua điều tra đều loại bỏ khả năng gây án. Cho nên thì có thể bước đầu kết luận người đàn ông đó là người ngoài bệnh viện. Vậy thì có lẽ chính người này đã đóng giả thành bác sĩ, đưa Đường Ngọc Nga phòng theo dõi số 2, tìm cơ hội để cô uống thuốc an thần, đồng thời tiêm vào đường dây chuyền một lượng heroin đủ để giết người. Những cái điểm nghi vấn được quy tụ lại trên hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao lại phải dùng thứ thuốc heroin đắt tiền để làm công cụ giết người? Những độc dược giá rẻ có rất nhiều cơ mà. Thứ hai, cuốn truyện tranh sách thì từ đâu mà có? Nó có ý nghĩa gì cơ chứ? Thái Vĩ thấp thoáng thấy cuốn truyện tranh sách là một điểm mấu chốt. Sau khi suy nghĩ đắn đo, anh bèn lái xe đến trường đại học gì. Cuộc gặp gỡ lần này vẫn diễn ra tại sân bóng rổ. Nhưng khác lần trước, lúc này Phương Mộc đang hăng say thi đấu 3 chọi 3 thì bị Thái Vĩ kéo ra. Có thể nhận thấy cậu có vẻ không ưng ý cho lắm. Thái Vĩ không đem theo tập tài liệu, chỉ nói bằng miệng giới thiệu sơ qua tình hình vụ án một lượt. Phương Mộc luôn luôn cúi đầu lo mồ hôi. Mặc dù mặt kéo dài thượt, nhưng có thể nhận ra cậu rất là chăm chú lắng nghe. Nói xong, Thái Vĩ hỏi thẳng Phương Mộc: "Cậu thấy thế nào?" Phương Mộc thì không trả lời ngay, chỉ nhíu mày ngẩn người nhìn phía xa. Một lúc sau có vẻ như đã hạ quyết tâm, mở miệng đáp: "Việc này có liên quan gì đến tôi?" "Gì cơ?" Thái Vĩ ngẩn người, bỗng chốc không biết nói gì nữa. "Cảnh sát Thái à? Tôi chỉ là một người bình thường, không phải là cảnh sát. Những chuyện đó khiến tôi rất là phiền lòng. Tôi nghĩ tôi không giúp được anh đâu." Phương Mộc cúi đầu, nói khẽ. Thái Vĩ nhìn chăm chăm Phương Mộc thật lâu rồi mới lên tiếng: Cậu không phải là ghi hận với tôi vì cái việc đó chứ?" "Không có." Phương Mộc ngẩng đầu. "Chỉ là tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn làm một sinh viên bình thường." Thái Vĩ thì há miệng nhưng vẫn không nói gì thêm, ngồi ủ rũ một lúc, vỗ vỗ vai Phương Mộc, cười miễn cưỡng: "Tôi hiểu. Dù sao thì cậu vẫn còn nhỏ, không nên suốt ngày làm bạn với loại sự việc này." Anh thở dài, nhún nhún vai: "Thật là kỳ lạ, tôi chưa giờ cảm thấy cậu là sinh viên. Ngược lại, luôn cảm thấy cậu là chiến hữu của tôi." Anh vỗ vai Phương Mộc: "Bảo trọng nhá." Nói xong, bèn đứng dậy định đi.
Tôi cảm thấy... Phương Mộng đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Thái Vĩ lập tức ngồi xuống, chăm chú nhìn Phương Mộng. Cái cuốn truyện danh sách đó có thể là mang ý nghĩa sỉ nhục nạn nhân. Phương Mộng cúi đầu khẽ nói. Đặc biệt nạn nhân là một người phụ nữ thật thà an phận, đặt thứ đồ dâm đãng cạnh xác nạn nhân, chắc là muốn làm nhục cô ấy. Vậy thì động cơ là gì? Sao lại phải làm nhục cô ấy như vậy? Không biết, nhưng tôi cảm thấy có lẽ là liên quan tình dục. Ý cậu là giết người vì tình? Không, chỉ là cảm thấy có thể có khả năng này mà thôi. Còn về heroin, tôi không nghĩ ra được tại sao hung thủ lại phải dùng thứ này để giết người. Dùng loại công cụ đặc biệt này để giết người, có lẽ hung thủ đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa có lẽ liên quan đến nhu cầu đặc biệt nào đó của hung thủ. Còn về loại nhu cầu gì, tôi cũng không nghĩ ra nữa. Thái Vĩ trầm ngâm gật đầu. Chỉ có thế thôi sao? Chỉ có thế. Phương Mộc lại vội vội vàng bổ sung thêm một câu. Đây chỉ là ý kiến của cá nhân, chỉ để tham khảo. Ngoài ra, mặt cậu thì trầm xuống. Không cần đi điều tra quá khứ của tôi nữa, cũng không cần thuyết phục tôi làm cảnh sát. Tôi sẽ không làm. Nói xong thì không chờ Thái Vĩ nói, bèn quay người bước đi. Cảnh sát lại tiến hành điều tra nạn nhân và chồng của nạn nhân, trọng điểm về mối quan hệ nam nữ. Kết quả phát hiện mối quan hệ xã hội nạn nhân rất là đơn giản, gần như là không thân quen với người khác giới. Hơn nữa, người thân và đồng nghiệp nạn nhân cũng nói, nạn nhân từ lúc sinh thời vô cùng căm ghét mối quan hệ nam nữ không chính đáng. Thế nhưng khi điều tra chồng nạn nhân, Long Quảng Tài lại có một phát hiện lớn. Có người phản ánh Long Quảng Tài có mối quan hệ mờ ám với một nữ công nhân vệ sinh hơn 30 tuổi ở trạm hậu cần. Cảnh sát tập trung điều tra thăm dò mối quan hệ, kết quả lại khiến cảnh sát vô cùng thất vọng. Người nữ công nhân đó đúng là có mối quan hệ mờ ám với Long Quảng Tài. Lúc đó cô vừa mới ly dị, trong lúc cô đơn bèn qua lại với Long Quảng Tài. Nhưng 3 tháng trước cô ta đã tái hôn. Chồng cô là một ông chủ nhỏ kinh doanh đồ thực phẩm, cuộc sống cũng khá là ổn. Thực sự thì không cần phải giết Đường Ngọc Nga để mà thay thế vị trí. Việc phá án rồi lại rơi vào cục diện bế tắc. Bữa trưa hôm nay, Đỗ Ninh phá lệ không đi cùng Trần Giao mà lại kéo Phương Mộc ngồi ăn ở một nơi bắt mắt ở trong nhà ăn. Sao vậy? Cậu và Trần Giao cãi nhau à? Phương Mộc vừa múc canh bí vào bát vừa tò mò hỏi. À không có nha. Đỗ Ninh rõ ràng không tâm sự trò chuyện cùng với Phương Mộc, vừa vào cơm mở miệng vừa vươn cổ nhìn xung quanh. Một lát sau thì cậu vẫy tay một người trong đoàn người mua cơm. Trần Giao cũng cười thít mắt, vẫy tay. Ba người ngồi cạnh nhau, tất có một người làm kỳ đà cản mũi. Phương Mộc thì hơi giận dỗi, bê khay đựng bữa cơm lên. Các cậu ăn đi, mình ra đằng kia ngồi. Ôi, cậu đừng đi. Đỗ Ninh lấy tay ấn Phương Mộc ngồi yên xuống ghế. Cô ấy không đến, chúng ta cùng ăn. Trần Giao một cô gái bê khay đồ ăn đi đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống, nháy nháy mắt với Đỗ Ninh, bắt đầu ăn cơm. Đỗ Ninh thì rất lơ là về ăn cơm, liên tục đưa mắt qua lại Trần Giao, có lúc còn ra hiệu hành động bằng tay. Một lúc sau, cậu ta cười hì hì với Phương Mộc. Ôi, thế nào? Cái gì thế nào? Phương Mộc không hiểu. Cái cô ngồi bên cạnh Trần Giao ấy. Đỗ Ninh chù chù miệng. Phương Mộc quay đầu nhìn lướt qua. Cũng được. Cô gái đó thì cũng đang nhìn về hướng này, gặp phải ánh mắt của Phương Mộc, vội vàng né tránh. Nhìn cái khuôn mặt cười dâm đãng cậu kìa, có mắt Trần Giao mà cũng dám thế à? Phương Mộc trừng mắt với Đỗ Ninh. Lát nữa mà bị cô ấy xử lý thì đừng có khóc đấy. Hey, nói linh tinh thì vậy chứ. Mình hỏi cậu là cậu cảm giác gì với cô gái ấy? Mình á? Phương Mộc hiểu luôn. Trần Giao thì từng nói sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu, thì ra làm thật. Trần Giao lấy tay ra hiệu đến đây. Đỗ Ninh hiểu ý, đứng dậy và nói. Nào, ta đi đến đó ăn cùng. Đừng đùa nữa chứ. Mặt Phương Mộc bỗng đỏ lớn. Cô gái đằng kia lại rất là phóng khoáng, bê khay đồ ăn lên để chống ra hai chỗ ngồi đối diện. Cậu không đến nỗi là không có chút gan này chứ? Thấy Phương Mộc người im, Đỗ Ninh khích nhỏ. Phương Mộc ngần ngại giày lát, hạ quyết tâm rồi cũng đứng dậy. Đây là bạn cùng lớp của anh,
ở cùng phòng với anh. Còn đây là bạn của Giao Giao, tên là Đường Lâm Nguyệt. Chào anh, thần thám. Giọng nói của Đường Lâm Nguyệt hơi khàn, rất là hấp dẫn. Nghe thấy hai chữ thần thám, Phương Mộc thì càng không biết phải làm gì, không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng, coi như đã chào, sau đó thì lặng lẽ cúi đầu xuống ăn cơm. Cả bàn ăn yên ắng, mấy giây sau thì Phương Mộc cảm thấy Đỗ Ninh dẫm mạnh vào chân cậu một cái. Làm gì vậy? Phương Mộc ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy bàn tay của Đường Lâm Nguyệt đang giơ giơ ra giữa khoảng không, nét mặt sượng sùng. Phương Mộc vội vàng giơ tay ra, lại quên mất tay mình đang cầm thìa. Kết quả làm cho tay Đường Lâm Nguyệt dính đầy canh. Xin lỗi. Phương Mộc vội lục tìm trong túi áo giấy ăn, khó khăn lắm mới lôi ra được một gói. Đường Lâm Nguyệt đã lấy giấy ăn từ trong túi sách ra lau sạch tay mất rồi. Lần này đến lượt Phương Mộc sượng sùng, ngẩn người mất mấy giây rồi im lặng luôn. Kéo khay thức ăn lại gần, ăn ngấu nghiến. Suốt cả thời gian ăn trưa, Đỗ Ninh và Trần Giao cố gắng tìm mọi đề tài để làm sôi nổi bầu không khí. Còn hai nhân vật chính thì đều cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Phương Mộc ăn xong trước, rất muốn đứng dậy đi ngay, nhưng mà lại không muốn bất lịch sự, bèn lấy một điếu thuốc ra từ từ hút. Đường Lâm Nguyệt vẫn luôn nhỏ nhẹ ăn cơm, khói thuốc bay tới, thoáng nhíu mày, lấy tay nhẹ nhàng phẩy phẩy đi. Phương Mộc thì không hề có ý định dập điếu thuốc, nhân lúc cô không ngẩng đầu, nhìn ngắm Đường Lâm Nguyệt thật là kỹ. Cao khoảng 1m65, tóc dài để buông sau lưng, mấy lọn tóc nhuộm vàng xõa xuống cạnh mặt, làn da thì trắng, lông mày được tỉa kỹ càng, chuốt mascara. Son môi thì không phải loại rẻ tiền, tai đeo hoa đính kim cương cùng với dây chuyền tạo thành một bộ hoàn mỹ. Mặc một chiếc áo dây màu vàng lông ngỗng, trên vai có vết mặc áo tắm, xem ra làn da rất là mịn, chắc là không phải sinh sống ở vùng ven biển, có lẽ vừa mới đi nghỉ mát ở biển về. Quần sóc trắng, đôi chân dài, đi dép thăng lan nhiều màu, móng chân được bôi một lớp sơn màu tím nhạt. Đây là một cô gái có hoàn cảnh gia đình khá giả. Từ thái độ cử chỉ của cô, có thể đoán được cha mẹ cô nếu không phải là phần tử trí thức cao cấp, thì là nhân viên trong chính phủ. Đường Lâm Nguyệt cũng cảm nhận được Phương Mộc đang quan sát mình, mặt hơi đỏ một chút. Ăn xong thì cô lấy một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng chấm khóe miệng, đứng dậy lịch sự kéo từ. Em có chút việc, em đi trước nhá. Nói xong thì gật đầu chào từng người, rồi cầm khay đồ ăn lên, nhẹ nhàng bước đi. Thấy cô đã đi xa, Trần Giao thất vọng chu môi. Phương Mộc, anh sao lại thế chứ? Phương Mộc ngậm điếu thuốc, nhau mắt nhìn trần nhà, không thèm chú ý đến Trần Giao. Tên nhóc này nữa. Lúc nghỉ trưa, Đỗ Ninh nói mãi vẻ đầy luyến tiếc. Người ta sinh như vậy, hoàn cảnh gia đình cũng tốt. Bố cô ấy là bộ trưởng bộ công thương thành phố, có rất nhiều người theo đuổi. Trần Giao thì đã bất bao nhiêu công sức thuyết phục, cô ấy mới đồng ý đến trò chuyện với cậu. Cậu thích thì cậu đi mà theo đuổi, tớ không có hứng thú. Phương Mộc cởi quần dài, chỉ còn quần đùi, kéo chăn đắp lên người. Nói với Trần Giao, tớ cảm ơn cô ấy, nhưng đừng mất công vì tớ nữa. Đúng là làm ơn mặc oán. Đỗ Ninh cũng chuẩn bị ngủ trưa, sau khi cởi quần áo ngẩn người. Hà, Trần dài thật đấy. Cậu ta chép chép miệng đầy ẩn ý. Đồ tiện nhân. Chửi xong, Phương Mộc không nhịn nổi nữa cũng bật cười. Tiếng thở mũi đều đều của Đỗ Ninh nhanh chóng vang khắp phòng, còn Phương Mộc thì trở mình mãi không ngủ được. Bạn gái. Sao mình lại giống A Quỳ vậy? Suốt một thời gian dài, cho dù Phương Mộc đi lại một mình trong học viện, cũng rất ít giao lưu với người khác, nhưng cũng có thể cảm nhận ánh mắt khác lạ của vài cô gái khác khi nhìn mình. Chỉ là mình đã quen né tránh tất cả mọi người, cho nên những ánh mắt đó dần hướng về những chàng trai vui vẻ, nhiệt tình khác. Trần Hy. Cái tên này đột nhiên khiến tâm trạng của Phương Mộc ủ rột. Cậu xoay người để mặt mình dính sát vào mép giường lạnh lạnh. Đừng nói đến ôm hôn, nắm tay, ngay cả ba chữ đơn giản nhất cũng không kịp nói ra Trần Hy. Có một số việc thì đã để mất đi là một đời. Có một số người nếu mất đi không bao giờ còn nữa. Chí Tôn Bảo thì khi đối diện thanh kiếm kề sát cổ họng đã nói một lời nói rồi kinh điển. Nếu như ông trời có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy. Nếu nhất định phải kèm thêm kỳ hạn, tôi hy vọng là 1 vạn năm. Nếu như mà ông trời có thể cho tôi một cơ hội, tôi lại hy vọng tất cả mọi việc chưa từng xảy ra.
thậm chí cả việc quen biết với Trần Hy. Đừng nghĩ nữa, Phương Mộc chớp chớp đôi mắt ươn ướt của mình. Đã chọn lựa là tạm biệt quá khứ thì phải chọn lựa quên hết tất cả mọi thứ. Trong mơ màng, Phương Mộc lại nhớ đến Đặng Lâm Nguyệt. Buổi trưa rõ ràng ngắm nghía cô kỹ như vậy, mà giờ đây lại chẳng thể nào nhớ nổi dáng vẻ của cô ấy nữa. Chỉ nhớ được nhãn hiệu giấy ăn cô dùng là Tâm Liền Tâm. Trên túi giấy thì có tranh vẽ của Kỷ Mễ. Và phần này đến đây là hết rồi. Đừng quên like và share video này nếu bạn thích. Và subscribe Đảo Kinh Dị để cùng mình đón xem những phần tiếp theo nhé. Chân thành cảm ơn anh em.